Sáng nay, nhiệt độ ở đỉnh Phan Xipang, Lào Cai xuống dưới 0 độ C khiến nước đọng trên cành cây. Khu nhà ga Cáp Treo bị phủ băng, có lúc xuất hiện tuyết rơi nhẹ. Băng tuyết phủ trắng khu vực đỉnh núi cao. Đây là lần thứ 3 sương muối băng tuyết xuất hiện ở vùng núi Phan Xipang tính từ đầu mùa đông 2020 tới nay, nhưng sáng nay phủ dày hơn và rộng khắp hơn. Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, trên đỉnh Phan Xipang nhiệt độ xuống 0 độ C thì băng tuyết sẽ hình thành. Chiều tối qua do không khí lạnh biến tính, đêm ít mây khiến bức xạ nhiệt tại mặt đất lớn tạo thành băng tuyết. Dự báo đêm nay tại khu vực Phan Xipang có thể xuất hiện băng giá. Tuy nhiên, hiện tượng thời tiết này lại gây nguy hại không nhỏ cho sản xuất, đời sống của người dân địa phương. Ngành y tế khuyến cáo du khách phải mặc ấm khi thăm phong cảnh vùng có sương muối, băng tuyết. Người già yếu, trẻ em nên cân nhắc trước khi đi. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tâm áp thấp nhiệt đới cách bãi Huyền Trân 270 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Như vậy, bão số 14 suy yếu nhanh hơn so với dự báo trước đó. Kể từ khi hình thành đến khi suy yếu, bão chỉ tồn tại gần một ngày với cường độ mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc 10 đến 15 km/h. Sáng 22 tháng 12, tâm áp thấp nhiệt đới cách bãi Huyền Trân 100 km về phía Tây Tây Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Ngày và đêm 22 tháng 12, hoàn lưu bão sẽ gây ra một đợt mưa cho các tỉnh Nam Bộ, nhưng lượng mưa không quá lớn, dao động 30 đến 70mm. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 đến 1 tháng 7 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội sẽ mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn. Hoạt động sẽ được triển khai tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và tại các địa bàn dân cư. Cùng với đó, Công an thành phố sẽ tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ để cấp căn cước công dân tại trụ sở công an các quận, huyện, thị xã. Các trường hợp cần thiết cấp căn cước công dân trong dịp cao điểm này là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, chưa được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất hết thời hạn. Công an khuyến khích các trường hợp này thực hiện việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng căn cước công dân mẫu mới. Các trường hợp chưa cần thiết là các công dân đã được cấp chứng minh nhân dân 12 số, thẻ căn cước công dân còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng. Theo quy định hiện hành, các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn. Các trường hợp này có thể thực hiện việc cấp đổi sang căn cước công dân mẫu mới sau ngày 30 tháng 6 năm 2021. Phòng Quản lý sắp nhập xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để lấy lời khai từ 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. Trước đó, rạng sáng 21 tháng 12, Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 17A11069 chạy trên quốc lộ 1 đoạn vừa qua khỏi hầm Hải Vân có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, trên xe có 6 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam, tính cả tài xế. Trong 6 người đàn ông Trung Quốc, 5 người có thẻ căn cước công dân Trung Quốc, 1 người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Bước đầu, tài xế cho biết đã nhận chở 6 người Trung Quốc từ Hà Nội vào Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng mỗi người. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu kiểm tra COVID-19, đồng thời thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch đối với nhóm người trên. Thưa quý vị, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho hay, thời gian qua trên một số tuyến đường của thành phố Hà Nội thường xuyên xuất hiện một số xe khách loại 45 chỗ không chở khách được dán đề can quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe hoạt động vào giờ cao điểm. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, việc làm này đã uy hiếp an toàn giao thông đối với người và phương tiện tham gia giao thông, vi phạm các quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 đối với xe ô tô tham gia giao thông như tự ý thay đổi màu sơn so với đăng ký xe, vô hiệu hóa gương chiếu hậu đặt trong xe, thay đổi đặc tính kỹ thuật kính xe ô tô. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng của thành phố phối hợp xác minh nội dung phản ánh trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo bằng xe ô tô theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông an toàn.
Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra sự kiện triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020 và đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến dự và cắt băng khai mạc sự kiện này. Được thiết kế theo phong cách mở, hiện đại, quy mô, hơn 26.000 hợp tác xã đã có cơ hội giới thiệu các sản phẩm chất lượng, có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, OCOP. Đây là sự kiện triển lãm đầu tiên sau gần 30 năm thành lập phát triển của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Cùng với sự lễ khai mạc triển lãm, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với một số tập đoàn kinh tế lớn là thành viên Liên kết cấp quốc gia để cùng nhau huy động nguồn lực, hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn cả nước. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, sự kiện này cũng mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác của các hợp tác xã sản xuất trên 63 tỉnh thành, xây dựng chuỗi liên kết cung ứng nông sản cho các liên hiệp hợp tác xã thương mại lớn. Cái thế mạnh của các vùng miền và nó được phân phối trong tất cả hệ thống của các cửa hàng của chúng tôi trong cả nước cũng như là tiến tới cái việc mà xuất khẩu ra nước ngoài. Trong cái thời gian tới thì Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng cũng rất mong là nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, đặc biệt là của Trung ương trong cái xây dựng chuỗi giá trị để làm sao gắn kết giữa các cái hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với lại khách hàng trên cả nước. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với 4 đơn vị thành viên liên kết: Saigon Corp, Vinaconex, Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Dao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành để cùng nhau huy động nguồn lực, liên kết thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Vừa đi du lịch, vừa được tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, lại được trải nghiệm quy trình sản xuất, thậm chí còn được thưởng thức chính các sản phẩm nông nghiệp tại đây. Đó là cách mà tỉnh Lâm Đồng đang triển khai để đẩy mạnh hoạt động du lịch, vừa tận dụng tiềm năng sẵn có của một địa phương có nền nông nghiệp công nghệ phát triển. Vâng, mô hình du lịch này được gọi là mô hình du lịch canh nông, tức là kết hợp giữa du lịch và làm nông nghiệp. Và đây cũng chính là cách quảng bá những sản phẩm nông nghiệp trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Đây là những cây nấm hữu cơ đầu tiên mà anh Cường tự tay thu hoạch để phục vụ cho bữa lẩu nấm trưa nay của mình. Hoạt động này nằm trong tour canh nông tại điểm du lịch làng nấm của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tự tay hái, rửa rồi thưởng thức nấm ngay sau khi thu hoạch. Những du khách như anh Cường cảm thấy rất thú vị. Thì ngoài việc tham quan đây thì tôi được trải nghiệm là được hái nấm. Trực tiếp tôi hái nấm, mà điều này thì tôi vẫn chưa được làm bao giờ. Và trực tiếp được theo dõi các bạn đây là cách thức trồng nấm và cách thức làm ra được nấm như thế nào. Và điều đó làm tôi rất thấy thú vị. Thực tế thì tự hái thì những cọng nấm thì vừa đẹp lại vừa ăn ngon nên tôi cảm thấy rất hài lòng. Trước khi đến với những bữa lẩu do tự tay mình thu hoạch nấm, du khách sẽ được tham quan khu vực nuôi cấy nấm. Lúc này, du khách sẽ được tìm hiểu về quy trình nuôi cấy cũng như công dụng của từng loại nấm hữu cơ. Với cách trải nghiệm du lịch này, du khách sẽ có thêm được thông tin để lựa chọn sản phẩm tiêu dùng. Chúng tôi quảng bá bằng cách là chúng tôi chọn đúng đối tượng mà muốn đưa gia đình mình, đưa con mình, đưa cha mẹ mình đến để trải nghiệm nấm nó là cái gì, nó mọc như thế nào, ăn như thế nào. Thì ở đây câu chuyện, để hoàn chỉnh câu chuyện thì làng nấm Đà Lạt có phục vụ ăn cho những khách tham quan mà rất là thích cái nấm hữu cơ ở đây và rất là muốn thử. Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 30 mô hình du lịch canh nông đạt tiêu chuẩn do Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, việc thực hiện mô hình du lịch này đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng thu nhập của người nông dân, tăng giá trị tổng hợp của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Việc mà phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như là nông nghiệp thông minh ở Lâm Đồng là phát triển rất là mạnh. Thì cũng trên cái cơ sở lợi thế như vậy thì chúng tôi nghĩ đây là một cái nếu gắn kết giữa cái sản phẩm này với cái du lịch thì là một cái thế mạnh và nó sẽ là được khách du lịch hưởng ứng. Vì vậy cho nên là trong cái quá trình xây dựng cái thương hiệu Đà Lạt, cái tinh kỳ diệu từ đất lành thì du lịch canh nông là một trong những cái sản phẩm
mà được đưa vào để mà đảm bảo về cái xây dựng thương hiệu. Được tận mắt trải nghiệm quy trình sản xuất và thử sản phẩm ngay tại nơi sản xuất. Với những du khách này, niềm tin về sản phẩm được tăng lên. Đây cũng là cơ hội để các nhà sản xuất quảng bá sản phẩm nông nghiệp của mình đến người tiêu dùng thiết thực và hiệu quả nhất.